Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là tối ngày thứ 6, ngày 27 tháng 5 2022. Thì nguyên ngày nay là trời mưa nha anh em. Dù là trời mưa nhưng mình vẫn tiếp tục gói hàng và đi gửi hàng được hai chuyến rồi ha. Rồi buổi tối này tiếp tục mình lại gói tất cả những đơn hàng anh em đăng ký chiều giờ để sáng mai mình gửi sớm ha. Đó thì quay ban đêm mà cái đèn đó mở đèn lên ấy. Rồi có mấy cái đèn mà cũng mở thiếu nữa. Trên kia. Remote này remote này cũng được. Mấy cái remote này là nó xài chung với nhau. Rồi đấy, có mấy cái đèn bắt hết. Thì trước mặt anh em là cái GDT 300 ha. Để gửi cho anh Nguyễn Tiến Lực ở đường DT7, ấp 4 xã Đông Thạnh, Hóc Môn. Ủa? Nhầm. Sorry mọi người ha. Nhầm nữa chứ. Anh này anh lấy cái đây. Rồi, anh đó anh lấy cái GD loại 1, còn anh này nè mới lấy GT nè. Anh Nhật ở ấp 1 Tân Tây Thạnh Hóa Long An. Thạnh Hóa là gần lắm nha. Đó, thì anh Nhật mới đăng ký hồi trưa thôi. Đúng ra mình gói chiều rồi gửi cho anh lúc chiều nhưng mà gói không kịp anh em. Cho nên là bây giờ gói là sáng mai gửi ha. Còn lúc chiều này đi gửi cho mấy anh em mà đã đăng ký hồi hồi sáng sớm á. Đấy. Thì cái T300 này á giống như là cái 200 với cái 100 anh em. Mình hết hàng một vài ngày anh em đăng ký nhiều quá đi. Mình thấy nó lên giá mình tính từ từ bán mà anh em đăng ký nhiều. Cho nên mình mới kéo xe tải bữa về có quay xe tải cho anh em xem á. Cho nên bây giờ T100, 200 với 300 là nó đầy nhóc luôn nha. Anh em đam mê thì cứ lấy ha. T100 mà chiều mấy anh em lấy hết mấy cái rồi cũng còn nhiều á. Đó anh em nhanh gọn lẹ ha, chứ cái đó nó có 400 450 nếu mà mua hai cái trở lên, 480 nếu mua một cái nha. Còn cái T300 này giá vẫn 880 nha anh em. Mình sơ lược lại cấu hình cho mọi người. Lúc nãy có anh kia anh hỏi mình á, sao không nhắc gì tới vấn đề bảo hành. Trời mưa lớn quá vậy có ồn ta. Không nhắc gì tới vấn đề bảo hành. Thì tại vì ảnh mới vô kênh xem ảnh không rành thôi. Chứ đèn Zinian này hồi đó thì mình quảng cáo nhiều rồi nha. Mình bảo hành là 2 năm. Không giấy phép bảo hành luôn. Mình bán hàng mình ghi ngày lại thôi. Và anh em trong 2 năm mà nó anh em xài cứ hư rồi cứ gọi điện thoại cho mình. Chứ không cần giấy tờ gì trơn anh em. Đó, mình đã ghi lại hết rồi, mình bán cho anh nào vào ngày mấy cái đèn gì mình ghi hết rồi. Cho nên là anh em khỏi giữ giấy ha, để mình giữ lại cho. Trong 2 năm anh em cứ gọi mình. Đơn giản thế. Đó, chứ mấy anh nói sao không nhắc người ta bảo hành. Tại vì anh coi chưa kỹ thôi. Thì tấm pin của nó là tấm pin 25W ha. Tấm pin 25W. Bộ pin lưu trữ ở trong đây là 26 Ah. 400 con SMD 2835 nha. Đó thì khi mà ta bấm nút auto á. Hồi trưa có anh kia anh hỏi sao về cắm vô im re bộ nó hư sao á. Thì mình nhắc lại là cái T này nó không có giống như mấy cái loại 1 nha. Cái T này chúng ta phải bấm nút auto. Thì cái đèn nó mới là chớp chớp nè, thấy chớp không? Chớp chớp này là báo sạc anh em, báo sạc nha. Còn mấy con dưới này thì nó đầy pin thì nó lên tới đây. Mấy con dưới nó không có chớp tại vì nó đầy lên đây rồi. Nó đang sạc con thứ 5 có nghĩa là cái đèn này cũng gần đầy à. Rồi chúng ta bấm nút auto thì nó sạc vậy đó, bấm nút on. Đó, bấm nút on cái nữa, tắt, on. Đó. Còn ban ngày thường thì anh em bấm auto để cho ban ngày nó sáng và ban đêm nó ở ban ngày nó tắt, ban đêm nó sáng ha. Đó, nhưng mà giờ auto nó không cháy lý do là tại vì cái tấm pin mình đang hấp thụ năng lượng anh em. Đó, cái đèn nó sẽ ngỡ là ban ngày, nó đang sạc nè. Nó sạc thì nó ngỡ là ban ngày, mà ban ngày thì nó sẽ không sáng. Nó chỉ chớp cho mình xem cái thôi ha. Còn anh em muốn test độ sáng thì đây. Đấy. Đèn T300 rất là sáng nha anh em, sáng chá là camera luôn á. Đó thì giá của nó vẫn là 880 bộ nha. Anh em nào đam mê cứ liên hệ nha. Mua hàng thì nhanh chóng chứ mình ầu ơi với dầu lâu quá rồi hàng lên giá mọi người. Đèn hay là tất cứ cả những cái gì cũng lên giá, anh em thấy xăng hôm nay lên phải không? Lên hơn 30.000 này. Đó mà xăng lên thì cái gì cũng lên nha. Đó mình nói nhiều anh em mày hù, tối ngày mày hù lên giá hoài. Hù vậy làm người ta rối. Ngày kia không phải đâu anh em, nó lên thiệt chứ không phải hù nha. Đó còn anh em hỏi mình cái T này lắp ngoài trời được không nè. Thoải mái nha. Cái này là tuy là bằng nhựa nhưng mà nhựa rất là dày, anh em lắp ngoài trời thoải mái nha anh em. Và lắp ngoài trời không có sợ trời mưa đâu nha. Đi ron keo kín mít luôn á. Đó. Đó người ta thiết kế đèn năng lượng này lắp ngoài trời mà. Cho nên chúng ta cứ an tâm ha. Thôi bây giờ mình nhắc lại là anh em nào mua mấy cái T200, 100, 300 cứ nhanh chóng liên hệ ha. Hoặc là tất cả những loại đèn khác trên kênh á. Thì anh em cứ thoải mái mà liên hệ, mình có đầy đủ ráo nha anh em. Liên hệ qua Zalo 076 687 4311 nha, cứ nhắn lên Zalo. Đó, anh em mà nhắn mà không thấy mình phản hồi thì anh em nhắn thêm vài tin nữa.
Đó, chắc chắn là 5-7 phút sau mình sẽ phản hồi anh em. Và khi ok là ta chốt đơn xong ha. Rồi anh em nào đam mê thì cứ liên hệ lên Zalo. Đam mê kênh cứ cho kênh Miền Tây Solar cái đăng ký kênh nha anh em. Xin chào anh em nha. Hẹn gặp anh em ở những cái đèn lần sau.